Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm kênh về cây kiểng của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu clip này tại điểm bán cây kiểng của Lợi Nguyên ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi hôm nay mình có giới thiệu gì đây Lợi ơi? Rồi chào chú Tấn, chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay em cũng có về một số cây, ví dụ như là hoa Mỹ Hồng, bằng lăng núi và phi lao và bông trang hoành cũng khủng nha bà con, và một số cây kiều hùng. Nói chung giá hôm nay thì cũng hữu nghị nha. Rồi số điện thoại của em là 0772877278. Đây, cây đầu tiên, cây số 1 là cây kiều hùng. Cây này thì nó thần chậu rồi nha bà con, nó đâm chồi sống khỏe rồi nha. Đây, chậm đi. Kiều hùng thì bông nó rất là đẹp nha, bà con lên Google tìm hiểu thêm sẽ kỹ hơn giùm em. Chiều cao là 39. Đây, hoành neo vị trí này là 26. Đây, cây số 1. Rồi cái này có giá là 700k. Đây, 700k em bao ship cho bà con toàn quốc luôn nha. Rồi loại này bà con chơi bonsai thì bao đẹp cho bà con luôn, trong vòng 6 tháng chơi sẽ ra hoa. Cây số 2. Đây, chiều cao của nó là 29. Rồi hoành thân là 23. Đây, hoành thân 23 nha bà con. Rồi cái này cũng có giá 700k bao ship luôn. Rồi. Đây, giá rất là dễ chơi nha bà con. Đây, cây số 3 cũng là cây kiều hùng luôn nha. Đây, đâm chồi sống khỏe luôn rồi. Chiều cao của nó là 39. Rồi, hoành thân là 19 nha. Đây, hoành 19. Rồi, cây số 3 có giá 600k bao ship cho bà con luôn. Đây, hoa kiều hùng nha. Rồi, đổi. Đây, nó cũng giống như là bông điệp lào mình nha bà con. Đây, cây số 4 cũng là cây kiều hùng luôn. Chiều cao 35. Rồi, hoành thân là 21. Đây, rồi, cái này cũng có giá 600k bao ship luôn nha. Đây, cây lùng lực nha bà con. Này mình về trong vòng khoảng 1 tháng là mình vô dây được rồi nha. Đây, cây số 5. Rồi, chiều cao của nó là 56. Hoành thân là 19. Rồi. Đây, rồi cũng có giá 600k bao ship luôn nha. Đây, hoa kiều hùng. Rồi, cây số 6 cũng là cây kiều hùng luôn nha. Chiều cao là 60. Đây. Rồi, hoành thân vị trí này của nó là 19 nha. 19 rồi, nha bà con. Rồi cũng có giá 600k bao ship toàn quốc luôn nha. Mày sống khỏe ha. Rồi này đã đâm chồi sống khỏe rồi. Khoảng 5 tháng nữa là sẽ có hoa nha bà con. Về để bầu về trồng luôn ha. Mình để nguyên gì mình trồng được rồi nha. Cây số 7 chiều cao của nó là 45. Đây, hoành thân của nó là 19. Rồi. Đây. Rồi cũng có giá 600k bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi nhắc số điện thoại luôn. Rồi số điện thoại của em là 0772877278. Đây, cây số 8 cái này lùng lực nha. Để nôm luôn. Chiều cao của nó là 32. Rồi hoành thân của nó là 20. Đây, hoành 20 nha. Đây, đế rất đều luôn nha. Cũng có giá 600k bao ship cho bà con luôn. Rồi. Đây, cây số 9. Rồi, chiều cao 60. Đây, cây này hoành hơi to nha. Hoành là 21 nha bà con. Đây, cây này tròn đều nha. Rồi, cây này có giá 700k bao ship cho bà con luôn nha. Đây, cây số 10 cũng cây kiều hùng luôn nha. Chiều cao là 36. Rồi, hoành eo của nó là 19. Đây, rồi cái này có giá 600k bao ship luôn nha. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi nha bà con. Rồi, kế tiếp là một cây điệp lào. Đây, em còn hai cây điệp lào đang ra hoa nha. Cây này đang lên nụ rất là gộ nha bà con. Về mình chăm sóc nó sẽ nở hoa rất là đẹp luôn. Chiều cao là khoảng 1m6 nha. Đây, còn cái tán ngang này của nó là khoảng 80. Đây, cây này điệp lào lớn là rất là già cây rồi nha. Đây. Rồi. Đây, bông điệp lào nở gộ là rất là đẹp nha bà con. Cây số 11, đây. Cái này thân chậu hết rồi nha. Có giá 1 triệu bao ship cho bà con luôn nha. Rồi, cái này hai thân khoảng bằng ngón tay cái của em nha. Đây, hai thân nhưng mà liền một gốc. Rồi, đổi cây luôn. Bà con về cun tàn lại nó đâm chồi lại xem đâm ra ga qua luôn nha bà con. Hàng này em bảo đảm cho bà con luôn nha. Cây số 12, chiều cao cũng khoảng 1m6 nha. Tán ngang cũng khoảng 60. Đây, tới 80 nha. Đây, qua điệp lào đây. Cũng có giá 1 triệu bao ship luôn nha. Đây, mình về mình cun tàn lại thôi là trong vòng 1 tháng là qua rất là gộ, rất đẹp luôn. Đây, quay cái này. Đây. Rồi. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, kế tiếp là cây sim gừng nha. Đây, sim gừng loại mà mình trái mình ngâm rượu nha bà con. Cái này em mới vừa dâm vô chậu thôi nha. Vô bầu thôi. Chiều cao 22. Rồi, cái hoành eo vị trí này của nó khoảng là 24 nha. 24. Đây, rồi cái này có giá là 500k bao ship cho bà con luôn nha. Cây số 13 sim gừng. Sim gừng. Đây. Này em cũng bao sống bảo đảm cho bà con yên tâm nha.
Cây số 14, chiều cao là 25. Rồi hoành bệ của nó là 45. Đây. Rồi, cái này cũng có giá là 400k bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây luôn, sim gừng nha bà con. Này mình chơi bonsai rất là đẹp nha. Cây số 15. Rồi, chiều bay của nó là 40. Đây, em đo hoành bệ nó được mới được thôi được thôi nha. Hoành bệ là 70. Đây, sim gừng luôn. Rồi, cái này cũng có giá 600k bao ship toàn quốc luôn. Đây, một cây sim gừng nữa nha, cây số 16. Chiều cao của nó là 25. Đây. Tổng hoành bệ này của nó là 60. Đây, nó liền bệ hết nha bà con. Chậm thôi. Đây. Rồi, bao sống, bao ship. Rồi, bao sống cho bà con yên tâm nha, lô này rất là dễ sống nha. Có giá 500k bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Đây, cây số 17. Chiều cao là 25. Đây, cái này thì nó liền bệ nhưng mà khó đâu hoành nha bà con. Đây, tán ngang này nó 30 nha. Rồi, cái này cũng có giá là 500k bao ship cho bà con luôn nha. Rồi. Mình về mình trồng để trong mát tưới nước đều dùm em, nó có độ ẩm rồi nó sẽ đâm chồi nha bà con. Đây, cây 18. Chiều cao của nó là 28. Rồi, hoành bệ này của nó là 52. Đây, sim gừng. Rồi, có giá là 500k bao ship cho bà con luôn nha. Đây, cũng là một cây sim gừng luôn. Đây, cái này thì có cành bay nha. Chiều bay của nó là 50. Đây. Tổng hoành bệ là 70 nha. Đây, nguyên hoành bệ nó 70 nha bà con. Cây số 19 có giá 500k bao ship cho bà con luôn nha. Những cái vết thẹo đó. Đây, cái này là do thiên nhiên nha bà con. Đa số những lo này nó đều liền bệ hết nha. Mình về bà con nếu mà biết trồng cái thật thì mình làm dáng lặt rất là đẹp nha. Đây, kế tiếp cây số 20 là một cây trang đỏ lá nhỏ nha. Để dưới đất đi. Đây rồi, để dưới đất. Đây, cái này thì rất là... xích vô chút xíu nữa thì... Không, xích vô xíu sau á. Xích sau đây. Rồi, rồi. Đây, cây này thì rất là già cây nha bà con. Trang đỏ cây này lá rất nhỏ. Là khủng nha, đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cao này của nó là khoảng 1m6-1m7 nha. Đây, tán ngang của nó là 130. Rồi, xe xe cái tàn này. Đây, cái này thì bảo đảm bao già cho bà con luôn. Rồi, trang đỏ lá nhỏ. Về mình lên cái chậu mình chăm sóc nữa nha. Cái này thừng chưa hay là sao? Cái này nó thừng trong chậu bứng ra nha bà con. Rồi, chậu bứng ra. Cái này khỏe tỉnh rồi nha. Đây, cái này về bà con có thể cắt chơi bonsai cũng rất là đẹp luôn nha. Rồi, đo hoành thân rồi. Đây, em đo cái hoành hoành sát gốc đó luôn nha. Đây. Đây. Cái hoành cũ này của nó là 25 nha. Đây, tính 24 rồi, đi. Đó, trên này. Đây, trên đây đi. Đây, cái eo chỗ này của nó là 25 luôn. Không, một thân ở trên này. Một thân ha. Đây. Rồi, chẳng bà đó. Rồi, thân này của nó là 16. Rồi. Đây, trang đỏ lá nhỏ nha. Này mình về xe mình cắt con sai cũng bao đẹp cho bà con luôn nha. Cây này hoành lớn vậy nó cũng rất là già cây rồi. Đây, rồi cái này rồi. Có giá là... Đây, cái này có giá là 3,7 triệu bao ship cho bà con luôn nha. Rồi, kéo vô góc. Cái này nặng cũng 60-70kg nha bà con. Kéo thuốc chổng luôn đi. Mặt lên ạ. À. Đây, kế tiếp là một cây Mỹ Hồng. Cũng mới vừa bứng nha, này là trồng ngô nha bà con. Đây, bứng cái bầu rất là to cho cây nó khỏe tỉnh nha. Đây. Chiều cao của nó là 100. Tán ngang là 130. Đây, cây này cũng một cốt luôn nha. Rồi, cái hoành thân vị trí này của nó là 11. Đây, hoành thân 11 nha bà con. Rồi, đây, cái bầu nó rất là to nha. Cái gầu xuống, dắt cái gầu xuống. Đây. Rồi, cây Mỹ Hồng này nhiêu? Rồi, cây Mỹ Hồng này có giá là 1,8 triệu bao ship cho bà con luôn nha. Cái bầu này bứng rất to nha bà con. Cho rồi. Cây nó khỏe nha. Bầu nó cả khoảng 5-60kg rồi. Rồi, kéo xích vô. Đây, cái tiếp của một cây Mỹ Hồng luôn. Đây, tán thì rất là tròn luôn nha. Rồi, cây số 22. Chiều cao của nó là 120. Rồi, tán ngang của nó khoảng 130 nha. Rồi, tàn tự nhiên ha. Rồi, tàn thiên nhiên hết nha bà con. Đây, cây hoành một cốt luôn. Rồi, cái hoành này của nó là 12. Đây, hoành 12 nha bà con. Rồi, quay đi. Đây, bầu này nặng cũng khoảng 60kg. Rồi, cái này có giá 1,9 triệu bao ship cho bà con luôn nha. Rồi. Đây, cái này rất là nặng nha bà con. Tán rồi, rất là cái tròn. Quay ra ngoài này xíu. Rồi, kéo qua bên này luôn nè. Rồi. Rồi, để lên đi, kéo ra ngoài. Đây, cây Mỹ Hồng luôn. Cây số 23. Dạch gầu xuống. Cái này là mini nha.
cái này nhỏ thôi. Rồi chiều cao này của nó là 95, tán ngang là 110. Đây cái này một cốt nhưng mà mới bứng, không có môi đế lên nha bà con, nó liền hết nha. Cái hoành thân này khoảng bằng ngón tay của em thôi, nhưng mà nó liền một góc nha. Rồi bán cây, có môi cho cây tỉnh nha. Đây cây số 23, cây này có giá 1,1 triệu, em cũng bao ship cho bà con luôn nha. Đây bao gồm phí ship cho bà con. Rồi, luôn xuống vô nè, để trong trong nè. Đây thôi được rồi, để nó đi, để đây ha. Rồi đây cây 24 là một cây mai vàng nha. Đây mai này thì mặt bông của nó từ 7 tới 9 cánh nha bà con. Cây này người ta uống sữa cũng lâu rồi. Chiều cao là 120. Rồi tán ngang là 110. Cây một cốt là sữa dán lông hết rồi nha. Đây thang lắc lượng từ rồi, gốc tới ngọn luôn. Bông gì không? Đây mặt bông nó từ 7 tới 9 cánh nha bà con. Đây lá nó rất là lớn nha. Đây cốt nó thì bao, cái này thì bao chơi tết cho bà con luôn. Rồi hoành thân của nó là 15. Mai vàng miền Tây. Rồi, mai vàng miền Tây nha. Rồi quay đi. Đây cái này nặng cũng tầm 40-50 kg trở lên nha. Rồi cái này có giá là 2,2 triệu. Đây này tay chi người ta sửa sẵn hết rồi nha bà con. Thần chậu hết rồi. Về là chơi đúng rồi, thần chậu. Về là chứ mình chơi tết thôi. Mấy cái nụ. Đây có mấy cái nụ đang ra đây, nụ rất là to nha. Rồi. Rồi 2,2 triệu thôi. Giá rất là dễ chơi nha bà con. Ship toàn quốc. Rồi bao ship cho bà con luôn. Số điện thoại của em là 0772 877278. Em ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thái An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây cây số 25, một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Cái này là lá nhỏ nha bà con. Đây. Rồi chiều cao của nó là 86. Đây cái này giọng chữ C luôn. Rồi hoành thân là 120. Đây rồi. Tổng hình bể 120 nha. Rồi. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Về bà con ghép tường vi cũng rất là đẹp luôn nha. Đây lá nhỏ thì thân nó bóng nha bà con, già ổi nha. Có giá là 3,6 triệu bao ship cho bà con luôn. Cái này nặng trên 7-80 kg. Rồi cho dựa đại đi. Rồi kế tiếp là một cũng là một cây bằng lăng luôn nha. Nhưng mà bằng lăng này thì bằng lăng lá chung nha bà con. Em lá chung thì em nói lá chung, còn lá nhỏ nó khác nha. Lá chung là như là bằng lăng lá lớn mình vậy á, nhưng mà lá nó nhỏ. Chiều cao của nó là 60. Rồi tổng hoành là 100. Rồi, đây, tổng hoành 100 nha, cây số 26. Đây cây này có giá là 1,5 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây 1,5 triệu bao ship cho bà con luôn. Đây. Rồi. Có đây. Rồi để đi. Đây cũng là một cây bằng lăng lá chung luôn nha bà con. Đây cái lá chung thì cái da nó bà con phân biệt nó rất là dễ nha. Da cây nó sần sùi, nó không có láng như loại kia. Đây cái này có âm đá luôn. Chiều cao của nó là 60. Rồi hoành thân của nó là 120. Đây rồi. Cái này có âm đá luôn nha. Bằng lăng hoa tím lá chung. Đây thằng rất là quái luôn. Rồi cái này có giá là 1,6 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây rất là quái đẹp nha bà con. Đây. Rồi kế tiếp là một cây bằng lăng dáng quái luôn, giống như một cây cầu vồng luôn nha. Cây này thì lá nhỏ nha bà con. Hai đầu. Đây cái này bà con phân biệt cho em lá nhỏ nha. Rồi chiều cao tới dưới mặt bầu luôn nha là khoảng 70. Rồi tán ngang hai cái bầu này của nó là 90. Đây rất là đẹp luôn nha, giống như cái cầu vồng. Rồi hảo hảo chân nó coi sao. Cái chân này của nó khoảng 60 đi. 60 bên đây, 63, 40 đi. Còn đây khoảng 40, ba mấy 40 thôi, bên đây nhỏ hơn nha. Đây nhỏ. Giống như một trái tim luôn. Rồi cái này có giá là 3,2 triệu. Đây em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi. Rồi đổi cây luôn. Để lên đại luôn. Để đại đi. Rồi. Đây cây 29 là một cây bằng lăng hoa tím lá chung luôn nha. Cây này rất là lực nha bà con. Đây chiều cao là 40. Hoành bệ là 79. Đây hoành bệ 79 nha. Cây số 29, cây này có giá 1,2 triệu bao ship cho bà con luôn nha. Đây cái này em cũng bao sống bảo đảm cho bà con yên tâm nha. Giờ em lên cái chậu là rồi mình tưới nước trong vòng thời gian ngắn cây sẽ đâm chồi thôi. Đây cây 30 cũng là một cây bằng lăng lá chung luôn. Chiều cao của nó là 50. Rồi tổng cái hoành bệ của nó là 100. Rồi. Đây cây số 30. Đây cây này có giá là 1,3 triệu nha. Đây cây này thì nó rất là lực nha bà con. Đây.
nó sống trên những đồi núi cho nên nó rất là cằn cỗi, rất là già nha. 1,3 triệu bao ship luôn. Đây cây 31 là cái này thì lá nhỏ nha, đây bằng lăng lá nhỏ và ổi luôn. Chiều cao của nó là 60, rồi hoành thân là 90. Đây hoành bể nha. Rồi đây bằng lăng hoa tím lá nhỏ luôn nha, bao sống bao ship cho bà con luôn. Cây này chỉ có giá là 1,6 triệu thôi. Đây 1,6 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi rồi đây một cây thị thơm, em về một cây thị thơm nha, hai cây nha bà con. Cây này cũng mới vừa bứng thôi. Đây chiều cao của nó là 120. Cái này một bệ mà hai thân nha. Cái gì? Thị thơm. Thị thơm nhưng mà con này tàn thiên nhiên nha. Đây. Rồi bông còn. Nó sống. Cái này có trái chưa? Cái này nó cũng một mùa trái nha bà con. Người ta cũng bứng trừ trên núi nha. Hoành là 42, hoành bệ đó nha. Rồi đã từng có trái. Hoành nguyên bệ nó 42. Rồi cái thân bự đó coi nhiêu? Quay đây. Vòng. Quay vòng đế đi. Rồi. Thân này ha. Rồi có thẹo đó ha. Rồi lũa. Đây hoành 19. Đây thị thơm. Đây bao sống cho bà con luôn nha. Cái này có giá là 1,7 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây. Tất cả mặt hàng bên em bán đều bao ship, bao sống hết cho bà con nha. Trong vòng 1 tháng tới 2 tháng nếu mà cây không đâm chồi thì cứ alo cho em. Đây, cây số 33 cũng là một cây thị thơm luôn. Chiều cao của nó là 75. Cái này là liền bệ nhưng mà đa thân nha bà con. Đây, cái hoành bệ này của nó là 128. Rồi. Đây cây thị thơm luôn. Rồi cái này có giá là 2,6 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Cây số 33. Đây kế tiếp em có về 3 cây phi lao. Đây phi lao cái này giống như là một cái hồ lô nha bà con, giống như một cái ổ ong luôn. Đây là nguyên một củ đặc nha. Chiều cao là 56. Rồi, hoành củ đặc của nó là 120. Rõ rõ cái đó là cái thân hay là đây là nguyên cái thân nha, nguyên thân đặc luôn nha bà con. Rồi đó đây, trên, rất là quái luôn. Trên. Đây em đo cái chốt nhỏ này của nó đây. Chốt nhỏ này nó là 22. Rồi 22. Đây rất là quái dị luôn. Giống như cái bình hồ lô. Rồi cây số 34 cái này có giá là 4 triệu. Đây 4 triệu cũng bao ship cho bà con luôn nha. Loại này thì bà con trồng giữ ẩm nhiều giùm em nha. Nó rất là ưa nước, cho ngồi nước là cây nó sẽ sống nha. Phi lao thì bà con về lên Google tìm hiểu thêm giùm em. Đây cây 35 là cây phi lao luôn. Cái này thì dáng cao nha, chiều cao của nó là 92. Quay quay vòng đây. Đây báo luôn đi. Hoành thân của nó là 66 nha. Đây hoành 66. Rồi cái đây. Lá nó này. Phi lao đây cái lá nó đây nha bà con. Nó lên lá lên cái lá kim rất là đẹp nha. Đây cây số 35 cây này có giá 2,4 triệu bao ship cho bà con luôn nha. Cái này nặng cũng khoảng 50 kg cho lên nha bà con. Đây cây đặc nó rất là nặng nha. Rồi. Rồi, kế tiếp cũng là một cây phi lao luôn. Đây, cây số 16 cái này thì lùng lực nha, cây số 36 lùng lực luôn. Chiều cao của nó là 62. Đây, phôi lùng lực. Hoành 70. Rồi, quay vòng đi. Đây. Cái này thì dán siêu luôn. Đây, phi lao lá như lá kim, chậm thôi. Rất là già. Rồi, cây bao nha bà con. Rồi cây này có giá là 1,5 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi tới cũng bao sống luôn. Rồi tới cây bằng lăng khủng nha bà con, cây này là cũng là cây cuối clip nha. Cái này thì em để một chỗ thôi. Đây một gốc bằng lăng dán lặt luôn. Đây dán rất là quái luôn nha. Nè nè nè. Đây dán dựng luôn. Hình nó rất là quạo nha. Lên cái châu dĩa nó rất là đẹp nha bà con. Chiều cao của nó là 110. Rồi tán ngang của nó là 82. Quay đi. Đây quay cái đi. Đây rất là nó bám chắc là chặt chẽ hết nha bà con. Đây đây rất là già ha. Rất là già, thân nó rất là đặc đỏ nha rồi, nó bám chặt chẽ nhau nha nha bà con. Cái hoành của nó khoảng 160 tới 170 nha, tổng hoành nó luôn hết thước dây luôn nha. Rồi đây rồi cây này, cây số này là cây số 37, cây cũng này cũng là cây cuối clip nha. Cái này có giá là 8 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này có thể nặng trên 200 kg nha bà con. Rồi. Rồi cái này cũng là cây cuối clip. Em cũng xin cảm ơn bà con thời gian qua ủng hộ kênh LTK. Hẹn lại những clip sau, cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những video sau.